Hello cả nhà, hôm nay là bão tuyết ở tiểu bang Minnesota. Bão 2 ngày liên tục luôn, như là tuyết trắng xóa luôn cả nhà ơi. Nhưng mà biết sao không, ba tụi em đói bụng quá à. Mà giờ làm sao, ở nhà tuyết đâu có gì đâu ăn. Thôi tụi em quyết định là vượt qua bão tố sông Ba. Không ngại đường xa, băng tuyết, làm gì, đi ăn theo nha mọi người nha. Đi theo em nha. Xin chào cả nhà, thật sự thì không có còn gì bằng khi giữa một trời mùa đông tuyết trắng xóa lạnh như vậy mà được ăn cái lẩu. Lẩu là món coi như là number one để mình ăn khi mùa lạnh luôn quý vị ơi. Và hôm nay Vincent đã đến cái nhà hàng Tứ Xuyên để được ăn lẩu Tứ Xuyên của anh Nghĩa, Trung Nghĩa, và ở St. Paul, Minnesota. Cho nên hôm nay được mời anh Nghĩa đây sẽ dạy cho mình cách ăn nha. Tại vì nó quá nhiều món luôn, nó có quá nhiều sauce mình không biết cách ăn. Thôi thì giờ mời ông chủ ra chỉ mình cách ăn là cái cách hay nhất. Hello anh. Hello em. Dạ. Yeah. Yeah. Hello anh Nghĩa, bây giờ gì nè. Cái lẩu vậy là mình, cái lẩu này nó gọi là lẩu Tứ Xuyên, là phải từ Tứ Xuyên đúng không anh? Dạ đúng rồi. À từ Tứ Xuyên rồi, sao anh biết được cái cách nấu lẩu này hay vậy? Cái này cũng lâu rồi. Lâu rồi. À, hồi xưa thì có từ ở bên Tứ Xuyên, cái lẩu này lẩu cay nè. Dạ, lẩu cay Tứ Xuyên. À. Dạ. Mà này là gia đình anh truyền lại hay là anh học? Anh học lại. À anh học lại của người khác. À. Là học ở đây hay là mình về Tứ Xuyên mình học? Anh học được ở đây. Không ở đây, ok. Dạ. Rồi, cái tiệm lẩu này mình mở được bao lâu rồi? Cái này là 3 năm, nhưng mà trước đó là cũng có từ 2014 tới giờ. À, là 2014 tới giờ rồi, xong rồi mình ngưng một thời gian mình làm lại. Dạ. À, ok. Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình chỉ cách ăn nha. Em thấy nhiều sauce quá. Dạ. À, cái này là để em thử nha, em sẽ chỉ những cái món em biết. Rồi có đúng hay không nha, rồi cái gì anh sẽ nhảy ha. Em biết cái này là sauce ớt hành phải không? Sa tế, ớt sa tế. À, cái này em biết đậu phộng nè. Cái này chắc xì dầu, giấm. Cái này là gì vậy anh? Cái này là sốt chua ngọt. Chua ngọt, còn cái này cái tương cái này đó là cái đó là hành. Hành là mình xay ra mình làm cái sốt. Yes. À. Rồi, ok, này tỏi em biết nè, cái này thì hành em biết rồi. Mực em biết nè, còn cái này là thịt bò đúng không? No, cái này là dê lem. Ồ, cừu, 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 cừu này mực. Con này cá, này cá gì vậy anh? Đây cá miếng. Cá miếng, nhưng mà cái loại cá này cá gì? Cá phi lê, cá phi lê, ok. Rồi cái này tôm biết rồi, nấm. À, cái này lòng, là lá sách. Lá sách, lá sách. Con này gì anh? Cái này là ba rọi mình làm. À, chiên. À, chiên ba rọi chiên, cái này tàu hủ kỳ nè. Rồi có trứng cút, có clam, xà lách son. Còn cái này là thịt bò đúng không anh? Dạ, đúng rồi. À, còn cái này là lá sách luôn mà loại khác. Con này là nghêu, chém chép gì nè. Nấm, nấm mèo. Cải, tàu hũ chiên, nấm. Còn cái món chiên, mấy món chiên là cái gì vậy anh? Mấy món này là làm barbecue đâu. À là mình nướng đúng không? Còn cái này là mè gà. Hay quá. Món kia là dê, con này. Dê, yeah. Bò, ok. Rồi nấm King oyster ha, nói chung là còn cái này. Ồ cái này là bò, cái này mình ướp riêng. À bò mới ướp riêng. Rồi, giờ anh nói riêng cái nước sauce đi nè. Cái nước sauce là nước cay nhưng mà nó đặc biệt là cái gì trong đó? Ồ cái này hèn chi quý vị ơi, mùa đông là thứ nhất là cơ thể mình sẽ bị như yếu hơn bình thường, có thể nhiều bị cúm nè, bị flu nè, cho nên mình ăn những cái món mình có nhiều thuốc bắc thì nó cũng tốt cho cơ thể ha. Rồi còn cái nước này. Ồ, cái này là cái nước xương của mình. À. Cái nước xương này nấu ít nhất 48 tiếng đồng hồ cho nó mới thành ra. 48 tiếng đồng hồ quý vị ơi, nồi phở mình nấu 12 tiếng còn lại tới 48 tiếng lận nha, bảo đảm ngọt luôn. Mà cái này không cay, cái này cay. Cái này không cay. À ok rồi. Trong nhà hàng này còn nhiều loại sauce, nhiều loại súp. Súp à, súp nhưng mà cái này là đặc biệt nhất. Đặc biệt nhất là cho Tứ Xuyên. Tứ Xuyên có như là ngũ hành gì đó, dinh dang á. Dinh dang em cũng rành lắm. Ok, mà cái sauce này là mình chấm đi hay mình pha lại? Cái này tùy theo mọi người sẽ muốn pha sao pha đúng không? Pha sao pha, nhưng mà nói chung là
ăn cái khẩu vị nào do tự mình chế biến thôi. Ok, rồi cho em hỏi là thí dụ như một phần ăn nghe một cái bàn mình kiểu từng món, tính tiền từng món hay là sao anh? Tùy theo loại người, có người là ăn all you can eat và cũng có người đặt theo order. Ok, vậy một phần ví dụ all you can eat là bao nhiêu tiền? Khoảng 30 mấy đồng. 30 mấy đồng là thuế luôn ha. Rồi thí dụ 31 đồng, thí dụ như vậy cho em hỏi nè. Còn thí dụ mà là có nghĩa là 31 đồng là mình tất cả đây mình được order hết. Yes. À, cứ ăn hết là mình ra đem ra cái mới. Yeah, mỗi lần ăn hết thì muốn refill được. À, được. Nhưng mà quý vị ơi, thường thường mình sẽ thấy một cái tật xấu của người Á Đông và riêng là người Việt Nam mình là thường thường hay kêu ra quá nhiều mà ăn không có hết. Mà thật sự thì giống như thứ nhất là mình khi mà đụng đũa đó rồi mình đâu có nhà bếp đâu có bỏ vô lại được đâu. Thứ gì nữa là mình đang mùa Covid nữa thì cho nên là mình hãy kêu vừa đủ ăn thôi, rồi khi nào mà hết rồi mình hẳn kêu thêm nha. Nói chung là cái vấn đề nó hơi sensitive nhưng mà cái đó là sự thật. Tại vì mỗi lần mình đi ăn buffet hay là ăn ấy, mình sẽ thấy Việt Nam mình lại bỏ phí rất là nhiều, nhưng mà người Mỹ họ không có thích bỏ phí. Nhất là người Nhật là họ không bao giờ bỏ phí, một hộp cơm hộp gạo họ cũng ăn cho hết. Cho nên mình hãy học những cái văn hóa tốt của nước ngoài nha mọi người. Ok, thật sự hôm nay thì em gọi như vậy em cũng ăn không hết đâu, mà tại vì em quay chương trình rồi anh chủ anh cũng muốn quay cho hết cho đẹp nha mọi người, chứ em cũng ráng sao cố gắng ăn hết, ăn mà no bể bụng thôi nha mọi người, chứ phải em nói người ta rồi em ngồi y chang như vậy không có đâu nha. Okay, cảm ơn anh nha, thank you. Ok cả nhà ơi, hôm nay mình xin đi ăn là rủ theo mẹ nè, rủ theo bắt cóc theo một cô gái nè. Cô gái này là chơi Vinh Sinh là từ lúc hồi Vinh Sinh còn nít á. Là lúc khoảng Hồng cũng lớp 6, lớp 7, 8 gì đó. Nói chung là cũng là 20 mấy năm rồi. Nhưng mà hôm nay bắt cóc cô ấy để mà ăn phụ Vinh Sinh nha. Và cô ấy cũng ở Minnesota luôn. Thì mình sẽ hỏi thăm cô bé về cái cuộc sống của Minnesota như thế nào nha. Thủy qua ở Minnesota bao lâu rồi? Cũng 25 năm á. 25 năm. Ủa mà hồi xưa trước đó khi mới qua Mỹ thì Thủy ở đâu? Mới qua là ba bắt cóc qua đây luôn. Ồ. Nghĩa là đi diện bảo lãnh á. Ngon quá. Em ăn chiếc thịt nướng nha cả nhà. Thơm lắm. Mè gà ngon quá. Wow. Gia vị nếm rất là vừa luôn nha, không có mặn ha, nhìn em nhưng mà thật sự không có mặn, rất là thơm. Mời cả nhà nha, em quên mình cả nhà em đổi quá. Biết hôm nay ăn lẩu nhiều cho để đồ bữa giờ có ăn gì đâu, sáng giờ không ăn cái gì hết cả nhà luôn. Rồi xong cái qua đây như vậy á, là Thủy thì sống nó chắc quen rồi ha, quen cái thời tiết lạnh này đúng không? Quen, rất là quen nhưng mà sống lâu cũng muốn mua đi chỗ khác ở. Ấm áp hơn đúng không? Thôi nếu dọn đi đâu, dọn về Cali đi. Về ở với tôi nè. Ở với nước bà đó. Thiệt, hai chị em mình làm YouTube. Đúng không? Ờ, được á, được á, được nha. Biết tao mời lên mà cuối cùng thành thiệt á. hồi ở đây thì cộng đồng Việt mình nhiều không Thủy? Cũng khá là nhiều. Tại vì ở đây là nói chung là châu Á mình cũng đông. Nhưng là mainly là người Mông đúng không? Mông. Nghe nói là ở đây có 20.000 người Việt Nam mình đó, cũng nhiều chứ. Sống rải rác. Đúng rồi. Ở đây thường Thủy có hay đi ăn không? Đi ăn đồ Việt Nam không? Đi ăn nhiều lắm. Ở đây cũng nhiều quá, Việt Nam nè, tàu nè. Đa số là cái gì cũng có chút hết à. Rồi nhưng mà Thủy thì mỗi lần đi ăn thì mình lái xe khoảng bao xa? Khoảng chừng 15-20 phút. Cũng 30 phút. 30 phút. Nếu mà chỗ này mình thích ăn lắm đúng không? Ừ. Mà tuyết thì mình có ngại không? Không, nếu mà mình có chiếc xe lớn. Cũng quen rồi ha, lái tuyết cũng quen rồi ha. Đâu quen rồi. Giống như hôm nay ấy, quý vị, bão tuyết thì tụi em cũng phải lì nữa. Vượt qua bão tố sông Ba, trời tuyết vậy đó, lái xe rất là trơn. Mà cũng ba mà mẹ con là thôi xách cái lít đi ăn lẩu thì tại ngon quá mà. Thèm nữa, trời lạnh. Không có gì mà ăn cái lẩu nóng bằng lúc trời lạnh hết trơn á. Thiệt của mọi người luôn á. Rồi thí dụ đây là ngoài ăn uống ra, còn mà có cái hoạt động cộng đồng gì không? Vĩ, của người Việt mình không? Là nhạc hội rồi Tết, rồi xong rồi có Tết nấm ngon quá. Tết tới đây Covid này có ảnh hưởng chắc không? Nhưng mà thường thường có làm Tết rồi phải có nhạc hội rồi Thứ nhất là quý vị ơi, là lần trước em về đây 2 lần. Em ở đây từ nhỏ rồi nhưng mà về đây sau khi dọn qua Cali á 15 năm á thì có về đây 2 lần. Là lần đầu tiên là làm chương trình của Vân Sơn in Minnesota, rồi sau đó là về Thúy Nga.
À, rồi nhưng mà nhớ là hồi xưa là như là mình có từng đi tham dự chương trình với chương trình Thuy gì đó ha. Cô gái này không có nói nhưng mà thật sự là hồi xưa là hồi lúc còn nhỏ là hai chị em dắt nhau đi thi hoa hậu. Nó thì thi giống với em mọi người. Người này làm make up. Em làm make up cho cô gái đi thi hoa hậu mà cũng là được á hậu 1 ha, quên rồi nhỉ. Á hậu 1. Nó. Nói chung là em có duyên với hoa hậu mọi người. Từ lúc đó 15 tuổi là đã làm make up cho thi hoa hậu á hậu rồi. Hai đứa bạn, đứa A1, đứa A2. Xong rồi bắt đầu qua Cali thi hoa hậu tiếp. Nói chung là rất là có duyên với hoa hậu mọi người. Bây giờ đi ăn cũng ăn với hoa hậu luôn, á hậu luôn đó mọi người. Mẹ em là mẫu hậu nè mọi người. Nói chung là đang đầu tư cho mẹ em á. Tuốt mẹ em lên này chắc cho thi hoa hậu hoa hít gì luôn đó mọi người. Không có chương trình nào thi hoa hậu mà khoảng trên 60 không cả nhà. Mới giận với mẹ em chưa có 60 nha. Ok, thôi giờ mình ăn lẩu nha. Cả nhà ơi, ở một cái tiểu bang tuyết lạnh như vậy mà rau mà tươi mà như vậy là rất là mắc và ấy nha. Cũng là quý lắm á, nhiều khi đâu hả chạy 2-3 chợ mà cũng kiếm không ra bó rau xong hoặc bó rau thơm đó. Cho nên là đi đâu cho xa tới đây tha hồ mà. Ok, bây giờ sẽ mình thử món lẩu Tứ Xuyên nha. Đi đâu mà xa, ở đây cũng được ăn được Tứ Xuyên vậy. Em ăn cay cho nên em ăn bên cái lẩu cay mà em thích, rất là thích cái vị thuốc bắc. Quý vị ăn cay không được thì phải nói với chủ quán nha, tại vì cái này nó hơi cay. Em ăn cay được mà đối với em cũng thấy hơi cay á. Thì thế ăn bao giờ chưa? Chưa, lần đầu tiên á. Hơi xa. Nó trụng phải lấy ra liền. Cay nhưng mà ngon. Không sao đó. Cái này thịt cừu nha cả nhà. Đó là thịt cừu. Cái này thịt bò mà họ ướp, có ít xíu gia vị. Thịt cừu ướp nha. Mình nấu hết luôn, mình sẽ thử các loại thịt nha. Ok, thôi mình nấu ở đây đi. Nó thật sự nếu muốn bớt cay mình chỉ cho chút xíu cái nước này thêm vô đây thôi là bớt cay. Ok, thì mình sẽ nếm thử nha. Bò rất là tươi và mềm luôn cả nhà. Ai thử miếng thịt cừu nha. Em thấy thịt cừu là nó ngọt hơn thịt bò đó mọi người. Dai hơn. Nhưng mà không phải là dai mà khó ăn mà cứ như là nó dai mà rất là ngon. Mà không có hôi mùi cừu nha. Em là không thể nào ăn được cừu mà cừu nướng của Mỹ là ăn không được tại cái mùi nướng ấy, nhưng mà cái này không có hôi mùi cừu. Chắc tại vì thuốc bắc á. Ngon quá. Bò rất là ngon luôn á, mềm mà ngon. Mình sẽ thử húp miếng nước nha. Nước đây thì hơi cay rồi, cho nên em sẽ không húp đâu, em húp đây nè. Mình để xíu cho nó nguội đi. Giòn tan, giòn rụm. Sực. Cái này mình đó, ví dụ như vậy mực mình đã đúng dùng từ giòn đúng không ta? Hay là không biết nữa. Em mọi người cho em ý kiến nha. Ví dụ như mực đó mình ăn nó dần giòn mà nó sực sực á thì cái từ giòn đúng hay từ sực đúng ta? Gia vị nếm rất là ngon. Nhưng mà cái lớp bột hồi nãy đó thì nó không có giòn mà nó dẻo dẻo giống như là mình ăn bột trời nước vậy đó. Thì em sẽ nếm thử cái nước nha cả nhà. Nước xương hầm 48 tiếng. Mà thêm mấy cái đồ này vô bỏ vô lẩu thì nó còn ngọt cỡ nào nữa ta. Ngọt thiệt á. Ngọt lên luôn á. Cái này mà mình có bụng nữa bỏ chút xíu mì gói vô là xuất sắc. Đúng không? Ngon đó. Cái nước quá ngon. Ví dụ quý vị ăn mà không hết á, xong bắt đầu xin những hũ nước đi đem về bỏ mì gói là xuất sắc. Nhất là trời tuyết này nè. Thôi tụi em ăn tiếp đây, chứ mà ngồi ăn hết cái lẩu này chắc cũng phải 2 tiếng đồng hồ sau nữa. Mà cái video thì qua đã quá dài rồi. Thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và nhớ like and subscribe và nhấn chuông kênh của em nha, để em có động lực làm những video mới. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.